Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước ở cái tiết 1 ha nào, ở tiết 1 ở cái bài 21 500 vĩnh cửu thì thầy cũng đã hướng dẫn cho em ở phần 1 và phần 2. Và trong phần 1 phần 2 đó thì chúng ta đã biết rằng là 500 thì nó luôn luôn là có hai cực, là cực Bắc đó chính là ký hiệu bằng chữ gì em? Ký hiệu bằng chữ N. Cực Nam ký hiệu bằng chữ S. Như vậy thì ở trong cái phần 2 là phần tương tác giữa hai thanh 500, giữa hai 500 thì em biết rằng là gì? Khi mà đưa từ cực của hai 500 lại gần nhau thì chúng hút nhau nếu các cực khác tên. Hút nhau nghĩa là Bắc với Nam hoặc là Nam với Bắc thì sẽ hút nhau. Nhưng nó đẩy nhau khi mà cùng cực, nghĩa là gì? Nam với Nam, Bắc với Bắc thì nó sẽ đẩy nhau. Nhớ giùm thầy như vậy. Ở trong clip trước thì thầy đã hướng dẫn và chắc chắn là cái phần này là giáo viên cũng đã cho các em làm thí nghiệm trực tiếp ở trên lớp hoặc là ở trong phòng thí nghiệm ở trường của chúng ta. Mọi đơn vị của trường ta chắc chắn là có phần này rồi, được chưa nào? Như vậy thì đáng lẽ trong clip trước thì thầy quay cho các em ở phần 3 luôn là phần vận dụng, nhưng mà thầy sợ nó dài, các em học nó rất là mệt và rất là khó vào, nên là thầy mình chia thành hai clip là cái lý do là như thế, được chưa nào? Phần vận dụng này nó gồm có 4 câu em, từ câu C5, C6, C7 và C8. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ tiến hành làm cho các em ở câu C5 trước nha. Trong quá trình học thì các em nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy, chia sẻ bài giảng với thầy và đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi sang cái câu C5 nha. Theo em, có thể giải thích thế nào hiện tượng hình nhân đặt trên xe của tổ Trung Chi luôn luôn chỉ hướng Nam? Như vậy ở trong cái phần từ cái đầu đề bài nha, từ cái đầu đề bài mà người ta đã đặt ra cái tình huống, các em đọc lại giùm thầy ở phần đó, thầy đã yêu cầu các em đọc rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích ở câu này. Theo em có thể giải thích thế nào hiện tượng hình nhân đặt trên xe của tổ Sung Chi ha, tổ Sung Chi luôn luôn là chỉ hướng Nam. Như vậy thì ở đây các em thấy rằng là gì, có thể ở trên cái hình nhân đặt trên xe của tổ Sung Chi nó có gắn cái gì các em? Nó gắn gì mà chúng ta đã biết là ở trong cái phần 1 phần thí nghiệm chúng ta quay liên tục thì nó luôn luôn là chỉ hướng gì? Nam Bắc, có đúng không? Như vậy thì có thể ở trên cái hình nhân đặt trên xe của tổ Sung Chi nó có gắn cái thanh gì? Thanh 500. Và cánh tay là cực gì? Là cực Nam của 500, đó chính là chữ S. Em hiểu nào? Đó, như vậy thì ở đây em ghi thầy là có thể trên cái hình nhân đặt trên xe của tổ Sung Chi có gắn cái gì em? Có gắn thanh 500 và cái cánh tay là cực gì? Là cực Nam của 500, được chưa? Đây chính là cái câu hỏi ngay từ đề bài người ta đã đặt vấn đề để chúng ta giải quyết. Và câu C5 chúng ta đã giải quyết xong. Chúng ta sẽ đi sang cái câu C6 em nhé. Câu C6. Ok. Câu C6 em. Ở đây là hình 21.4, đây chính là một cái la bàn này em ạ. Đây này, người ta dùng la bàn ở hình 21.4 để xác định hướng Bắc Nam. Đây là Nam mà đây là Bắc, thấy không nào? Tìm hiểu cấu tạo la bàn, hãy cho biết bộ phận nào của la bàn có tác dụng chỉ hướng. Giải thích biết rằng mặt số của la bàn có thể quay độc lập với kim 500. Không, đây là cái mặt số của la bàn này, còn kim 500 này, thấy chưa nào? Đó. Như vậy thì ở đây người ta hỏi là hãy cho biết bộ phận nào của la bàn có tác dụng chỉ hướng. Nhưng mà thì bộ phận chỉ hướng của la bàn đó chính là cái kim 500 này. Vì tại mọi nơi ở trên trái đất cái kim 500 nó luôn luôn là chỉ hướng gì? Nó luôn luôn là chỉ hướng Nam Bắc. Nên là đặc biệt ở trên Biển Đông em, thì em thấy là các cái tàu thủy mà người ta đi trên Biển Đông ấy, thầy nói với em là xung quanh các em nhìn đó, các em không thấy đất đâu, toàn là nước không à. Thì ai biết được đâu là hướng Bắc, đâu là hướng Nam, đâu là hướng Tây, đâu là hướng Đông. Thì người ta dựa vào cái la bàn này, thấy không? Để người ta xác định được đây là hướng Nam, đây là hướng Bắc. Thì khi đó người ta sẽ suy ra được bên này là hướng Đông và bên này là hướng Tây. Hoặc là các em bị lạc vào trong rừng chẳng hạn, các em bị mất phương hướng, để mà xác định hướng để các em đi cho chính xác ha. Thì về cái hướng Đông hướng Tây thì mặt trời mọc là hướng gì? Hướng Đông, và lặn là ở hướng Tây, có đúng không nào?
Còn ở đây nhờ la bàn này chúng ta đã xác định được Nam Bắc rồi, thì rất là dễ cho công việc chúng ta xác định phương hướng để chúng ta đi, đặc biệt là trên trên biển rất là quan trọng. Móc cái la bàn là coi như xong anh em, hiểu nè. Nhưng mà bữa nay nó có cái thiết bị định vị bằng điện tử hết em ạ, nha. Chỉ có thời trước, cái thời mà Napoleon này nọ rồi thôi, không. Nhưng mà thì cái bộ phận chỉ hướng của la bàn là cái kim 500. Vì chúng ta giải thích này, vì tại mọi nơi trên trái đất, cái kim 500 luôn chỉ hướng đó chính là Nam Bắc. Cái này giống ở phần thí nghiệm 1, chúng ta quay vài lần là chúng ta kiểm tra được nó luôn luôn là chỉ hướng Nam Bắc. Các em nhớ chưa nào? Chúng ta đi sang cái câu C7 các em nhé. Câu C7 các em. Hãy xác định tên từ cực của các 500 thường dùng trong phòng thí nghiệm: 500 thẳng, 500 chữ U và kim 500. Như vậy thì ở đây nó có ghi chữ gì các em? Nó có ghi chữ N và chữ chữ S á. Chữ N là cực gì? Cực Bắc. Còn S là cực gì? Cực Nam. Được chưa nào? Thì cái đầu của thanh 500 á, nó cứ ghi chữ N thì cực Bắc, còn nó cứ ghi chữ S là cực Nam vậy thôi. Được chưa nào? Còn cái màu đậm á, cái màu đậm thể hiện là cực Bắc, còn cái màu nhạt là cực Nam. Nhớ cho thầy như vậy. Đó, như vậy thì ở đây chúng ta ghi thầy như thế này. Đầu của thanh 500 có ghi chữ N là chỉ là cực gì các em? Chúng ta được học rồi, là cực Bắc. Nha. Còn đầu có ghi chữ S nè, ví dụ đây là cực Bắc này, đây cực Nam này. Các em hiểu nè, là gì? Là cực Nam. Được chưa? Do cái đèn flash của máy quay nó bị hết pin nghe, nó tự cấp á, sắp hết pin rồi. Và một cái là đầu của cái kim 500 thì ghi tắt nha, kim 500 có này màu đậm á, màu đậm là chỉ cực Bắc, đây màu đậm này, còn cái màu nhạt là chỉ là gì? Là cực Nam. Thầy hơi nôn một chút nha. Được chưa? Đây, màu đậm này, màu nhạt này, màu đậm tương ứng với N là cực Bắc này, màu nhạt tương ứng chữ S là cực Nam. Vậy thôi. Chúng ta sẽ đi sang cái câu cuối cùng là câu C8 em nha. Các em hiểu không nào? Mặc dù nó tắt cái đèn rồi nhưng mà tắt cái đèn flash rồi nhưng mà chúng ta vẫn thấy đúng không nào? Chúng ta thông cảm xíu nha. Ok. Ta đi sang câu C8 em. Xác định tên các từ cực của thanh 500 trên hình 21.5. Đây nha. Như vậy thì trên cái hình 21.5 thì xác với cực có ghi chữ N ở đây này. Đây chính là cực gì? Cực Bắc của thanh 500 ha. Như vậy thì còn cực này đây chính là gì? Đây chính là cực Nam của cái thanh 500. Được chưa? N là cực Bắc, còn S là cực Nam. Ok, chúng ta ghi giùm thầy nha. Như vậy thì xác với cái cực có ghi chữ N. Không, nếu chúng ta ghi như này có vẻ thầy thấy nó hơi khó hiểu, mà thầy ghi lại như này. Cái cực mà gần thanh 500 ha, cực gần thanh 500 đó chính là gì em? Biết tên là cực gì? Cực Nam. Cực Nam là ký hiệu bằng chữ gì? Chữ S. Có được chưa nào?
và cái cực mà xa thanh 500 biết tên là cực gì? Cực bắc, ký hiệu chữ N, được chưa nào? Đó, ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Và ở những cái phần kết luận cũng như là cái có thể em chưa biết thì em đọc giùm thầy nha, được chưa? Ta đọc giùm thầy để chúng ta nắm thêm kiến thức và thông tin. Ok, như vậy clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 22 tác dụng từ của dòng điện từ trường. Các em đọc trước và xem trước giùm thầy. Ok, cảm ơn em nha. Bye bye.